đường tắt rồi mà. Để bàn tay vào đấy, bạn ngồi xuống làm gì? Lấy hai cái tay ba để vào trong này, để cái thùng ở đây nè. Đấy, để nó đây. Đã khé mở cửa luôn đó. Không phải nhấn giấy đâu, nhấn giấy là thẳng mà. Nhấn mua sáng mới đúng. Ra ngoài kia để tìm cái bậc thứ hai. Ba vào trong cái vịt nè.
Ba thấy đường nối điện bên kia không? Ba đi. Đi vào là tí nữa ba đi vào là người ta sẽ cho ba mở cửa ấy. Cái quần quầy gì vậy? Trời ơi, ba đi nhầm đường rồi. Đi hướng bên này. Qua bên này. Đấy. Ba lấy cái thùng ba để đây. Màu xanh chứ không phải màu đỏ đâu. Ba đi ngã ra chưa nối điện ba lắm. Ba thêm một điện nữa. Ok rồi. Bước ra kia. Không cần bật. Hãy chơi bằng iPad không? Không, ba không nhớ à? Này, màu xanh lá cây vàng đỏ. Màu xanh lá cây vàng. Không đỏ. Màu xanh lá cây. Ba nhớ bật khẩu rồi trong, ba nhớ bật khẩu trong iPad mà ba cũng không biết. Nó
chơi một một xanh tay rồi nhá. Trời bà. Có hú ghi này nó cầm chìa khóa nhanh nhỉ ba nhỉ. Đến mai em đi lại mua cho con thêm một cái còi nữa mà. Cần gì thêm một cái còi nữa. Con cho ba một cái còi. Còi này nè. Con đến mai em đi mua thêm. Nè, cái còi đấy chỉ 5.000. Mua thêm 10.000. Cho thêm 5.000 nữa là 10.000. Thế là mua được 2 cái còi. Cho chị dùng một cái, con một cái. Anh đi ở thành con thu nhỏ được cả con hú ghi về. Thu nhỏ con hú ghi lại luôn. Anh đi ở thành không sợ về. Sợ con hú ghi. Trắng của con hú ghi đâu. Đâu xíu mặt trời. Đấy. Ui một trắng lục. Ui một trắng như trâu ơi. Ba xem điện thoại là ba thấy nó một trắng như trâu. Hình như ba đủ ấy ba. Rồi, ba không cần lấy cái kia đâu. Ba không lấy cái kia đâu. Đỡ mắt trời ra. Của ba. Chúng mình mà chưa quen cái trò này là mấy chúng mình không có cái này mới đau bao rồi. Chúng mình không có cái này kia đâu. Thì sao lưng ba ơi? Ở cái tiếng nhỏ thôi. Ở cái tiếng nhỏ một tí thôi ba. Ba nhặt được nhanh đi. Ba mới quay đầu một phát ba nhặt được. À thật đấy. Quên cái chỗ này là không cần chỗ này nữa đâu. Chứ mình mà chơi cái kia là quên cái chỗ này là người ta không cho biến mất mấy cái kia luôn. Cơ. Không thấy kiếm toàn hình đấy à? Không kiếm toàn hình. Còi.
Đừng bám vào tay ba. Ba nhấn nút luôn. Ba bị giữ dị ứng chậm mà chúng mình ba bị dị ứng chậm mà khi cái điện của nhà máy sản xuất cũng đi chậm về eo đang cấp chứ nó bay lên trên này được. Đó là ba thử trên đầu con mắt kia nào, mắt của nó trắng còn cái mắt thì nó kia ba đi cho nó đi. Con hai đi ra đây nè, con đứng đấy con đợi mấy đi lặng trước. Ta thử lại gần đây đi, lại gần đấy chúng nó sẽ đi qua. Các chị vừa lấy thang tầm 3. Ui, ba nhận đi. Cậu lên này. Ôi, ba chạy. Thế như gì? Boom, 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 boom